Ok, xin chào mọi người nha. Bây giờ mình sẽ dạ một ô sơn sớ tổ canh nổi bắt canh đồng tổ canh đồng cho quay wifi nha má ơi. Quay trễ quá không có ai coi đâu má ơi. Bánh nhân lên nha mọi người, cho anh hình này đứng chơi nữa chứ nghĩ giờ nó thì má ơi khói quá bạn ơi. Má ơi, ô má ơi. Má cà thấy nhà ấy cái đấy thằng chó này cà thấy nhỉ. Đấy. Chó này bắn thằng đỏ mà. Cà thơ nhỉ. Cà đấy. Mình chơi bột nhận này là mình đang lên cho một người chứ mò mò là anh nhìn nó hói 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 hồi nãy bắn luôn không đỏ từ đây hôn gì cái đấy cái đấy. Đấy mọi người cái đây cái đây hôm nay nó làm khó mình quá buồn ơi. Trời chết chữa trời. Nhưng mà nãy giờ tao là Duy coi mà nãy giờ tao phải cãi luôn là tao muốn. Mèo ơi tao chơi bot với mèo. Mẹ mà bot ghê. Nãy giờ bồ tao này chơi súng gì đâu mà. Ơ mày nghĩ sao bồ tao cũng bị chứ bộ. Bồ tao bị sao vậy? Cái lá bụng ơi nhỏ cho chị cái lái cái lái. Còn con nó lên nào nhào nhưng mà mày có thể con được mày thấy không nãy đó anh biết chửi gì mẹ tao tắt mất cái đấy nhưng mà người thì lại khác nha. Ơi 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 mày duy duy đó là kiểu không có quan tâm gì mấy cái chuyện kia nhiều. Ha ha vậy là những gì chưa trời ơi. Cái đấy cái đấy. Nhìn vậy chưa biết chuyện hành đâu má ơi. Mà thấy còn nít đó mà. Mình sẽ chơi chơi chơi. Nó hơn cái con tuổi. Thế là chuyện hành là biết chuyện đó ăn rồi mới dọn gì. Cái đấy buồn ơi. Quỷ mấy nó quen nhỏ là tên Vi kìa. Lộn Duy. Duy. Ngu ngu.
sao không vậy? Bây giờ đây là quá ồn. Ở bên anh đây nha mọi người.